Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Ý niệm tự lực là gì? Là người khơi dậy ý chí tự thân. Ý chí con người là vô hạn. Người có niềm tin vào chính mình là người biết sử dụng bảo bối sẵn có trong tâm thức của mình. Hôm nay Khải Toàn xin chia sẻ phương pháp kỳ diệu giúp bạn thay đổi chính bản thân của mình và thậm chí thay đổi cả người thân của mình, giúp họ mau lành bệnh hay là bớt đi nóng tính. Bạn chỉ cần thành tâm và tin vào chính bản thân mình là có thể làm được. Một cô gia chủ ở nước ngoài vốn là người có tâm lý lo lắng. Cô vô cùng lo lắng cho đứa con trai của mình gần 30 tuổi đang bị trầm cảm và ăn uống khó chịu. Với sự trợ duyên của Khải Toàn, ngày qua ngày cô phát nguyện phát tâm ăn lành đến với mọi người. Mỗi lần cho con ăn uống, cô phát nguyện vào thức ăn, dùng năng lượng từ bi của người mẹ truyền vào thức ăn cho người ăn được ăn vui. Sau một thời gian, hai mẹ con cô đều có tinh thần tốt hơn rất nhiều. Con người vốn có hai phần chính, thân và tâm. Những người thiếu may mắn về thân, thân tuy không lành lặn, thân bị khiếm khuyết nhưng có ý chí của họ rất mạnh mẽ. Họ có thể tự làm được những việc, làm được rất nhiều việc mà người lành lặn không thể đạt được. Tính tâm và ý niệm mạnh mẽ tự tâm có thể tiêu trừ mọi loại bệnh tật. Vấn đề là mỗi ngày bạn tiếp xúc với ai, bạn tiếp cận với người tiêu cực hay gặp gỡ những bậc thiện tri thức. Vấn đề là bạn có đủ niềm tin để tu tâm dưỡng tánh hay không. Con đường chân thiện, những lời thiện lành không khó để nghe được hàng ngày. Việc còn lại bạn có cơ duyên và đủ phước duyên để khai ngộ hay không. Tính tâm là phương thuốc kỳ diệu nhất. Thuốc thang chỉ có hiệu lực khi tâm lý của bạn tin vào nó. Cũng giống như khi bạn đi khám bệnh, nếu bạn tin tưởng vào vị bác sĩ khám cho bạn, niềm tin hết bệnh của bạn rất lớn. Đó là do tâm ý của bạn có sẵn niềm tin. Với những người bệnh nặng, không có phương thuốc đông y hoặc tây y nào có thể cứu chữa, bác sĩ dùng phương cách này. Bác sĩ cho người bệnh một phương thuốc tạm và dùng lời thiện lành để trấn an họ. Kể cả nói với họ đây là phương thuốc tốt nhất hiện nay. Nếu uống kết hợp với tâm lý thoải mái sẽ mau lành bệnh. Những lời này giúp người bệnh cảm thấy mình có nhiều niềm tin. Khi người bệnh đã tìm ra bệnh, trên tay là những viên thuốc đúng bệnh. Cầm những viên thuốc này uống vào với tâm lý tin rằng mình sẽ mau hết bệnh. Quả thực rằng chính tâm lý này giúp họ sớm khỏi bệnh. Vẫn có nhiều trường hợp dù ung thư giai đoạn cuối vẫn có thể sống khỏe mạnh rất lâu sau đó. Đó chính là do tính tâm, do tâm của họ có niềm tin mãnh liệt. Niềm tin này vượt mọi ranh giới của bệnh tật mà khoa học biết đến. Khi con cái hay cha mẹ bệnh, bạn có thể dùng phương pháp trên, nhắn nhủ rằng đây là vị bác sĩ tốt nhất, đây là những loại thuốc tốt nhất. Họ gia tăng niềm tin vào phương thuốc họ sẽ uống. Có một phương pháp vô cùng kỳ diệu bạn có thể thử nghiệm, đó chính là khấn nguyện. Khi bạn mang thức ăn thức uống cho người thân của mình, bạn có thể nguyện vào hồi hướng cho họ. Ví dụ bạn rót một ly nước, chí tâm nguyện vào ly nước, cầu trời khấn Phật, con dùng tấm lòng thành, dùng chút công đức này cầu mong cho con của con uống vào mau khỏi bệnh, uống vào tâm tánh sẽ bớt cáu gắt và tinh thần an lạc. Đó là cách bạn dùng chính sự thành tâm của mình để khấn nguyện vào vật chất, truyền năng lượng an lành của mình vào vật chất hay người thân của mình. Những năng lượng này tuy là vô hình nhưng có sức mạnh rất lớn. Nếu bạn là một Phật tử đã từng biết qua kinh Dược Sư, vì sao khi đọc kinh Dược Sư sẽ mau khỏi bệnh? Vì sao kinh Dược Sư phải chí tâm hay nên rửa tay, súc miệng cho sạch sẽ trước khi tụng niệm? Dược là thuốc, Dược Sư là thầy thuốc, bạn có niềm tin vào thầy thuốc sẽ mau lành bệnh. Rửa tay hay súc miệng sạch sẽ đại diện cho sự sạch sẽ sẽ không có vi khuẩn. Lấy lòng thành của mình
khấn nguyện cho bệnh tật mau tiêu tan. Dù bệnh từ thân, bạn thành tâm thì vẫn có thể chữa được. Tâm an tịnh tức thân liền an tịnh. Giả dụ khi bạn gặp một ai đó, họ lạc quan yêu đời, gặp người cởi mở tốt bụng, bạn cảm nhận họ, ở họ có một nguồn năng lượng rất tích cực, luôn vô tận, cảm giác rất phấn khởi. Dù chỉ cảm nhận về xúc cảm, vì mắt thường không thể thấy được. Có người bán tính bán nghi về phương pháp khấn nguyện kỳ diệu này, họ thắc mắc liệu có hiệu nghiệm hay không. Các nhà khoa học đã thử nghiệm cho 2 ly nước lọc. 2 ly nước lọc đều nghe nhạc, một ly nghe nhạc êm dịu, một ly nghe nhạc kích động. Kết quả thu được từ năng lượng từ 2 ly nước hoàn toàn trái ngược nhau. Bạn có thể lên Google tìm hiểu thêm. Tính tâm, ý niệm là quan trọng nhất. Người có niềm tin là có sức mạnh mãnh liệt. Những vị gia chủ đến nhà Khải Toàn trò chuyện về thiền hoặc là phong thủy, nhất là những vị đang đau khổ vì một vấn đề nào đó mà chưa thể tháo gỡ. Cuối buổi trò chuyện, khi ra về, tâm lý của họ hoàn toàn thoải mái, khác lúc ban đầu. Giống như việc họ vừa cởi một chiếc áo phiền muộn thay vào một chiếc áo an lạc. Thật ra Khải Toàn không có thần thông gì cả. Tiếp nhận hoàn cảnh, dùng tâm thành và năng lượng của Khải Toàn kể cho họ nghe những câu chuyện phù hợp với phiền não của họ, những phiền não họ đang vướng phải. Lẽ dĩ nhiên trong tâm ý của những vị này sẽ tự khai ngộ, tự thay đổi góc nhìn và trạng thái. Từ phiền não sẽ chuyển hóa thành tiêu trừ phiền não. Bỗng dưng một ngày nào đó, tự dưng bạn ngộ ra một việc mà bấy lâu nay tâm của mình luôn phiền não. Khi bạn vô tình lướt mạng xã hội hay nghe pháp thoại, tức là trong tâm của bạn có sẵn chủng tử giác ngộ. Bạn có sẵn cái nhân, duyên khởi là xem hay nghe được đúng việc, tự khắc sẽ được khai sáng. Những gì đáng sợ nhất với con người? Con hổ hay con chó dữ, dù đáng sợ cỡ nào cũng không đáng sợ bằng con ma, bằng những thứ vô hình, phải không? Những thứ vô hình, những thứ trong tưởng tượng luôn làm ta sợ hãi. Tâm của ta có thể vọng tưởng ra hàng tỷ sự việc. Khi buồn thì tưởng tượng những sự việc đầy phiền não, khi vui thì ảo tưởng về những sự hạnh phúc. Chính vì vậy, khi tâm ý con người ở trạng thái tích cực, khi con người tin vào bản thân mình có thể làm được những việc phi thường, lúc ấy con người có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Để đạt được trạng thái ấy, con người cần khai ngộ. Để khai ngộ cần sự tự tu, cần gặp những bậc thiện tri thức, gặp những người có lòng bao dung và trí tuệ. Bệnh tật của cơ thể đa phần là do tâm lý tác động. Khảo sát của những y bác sĩ hàng đầu cho ra kết quả, những người mắc Covid có tâm thái lạc quan có đến 80% cơ hội sớm khỏe mạnh, dù họ không cần bất kỳ thuốc men gì. Những thời điểm đầu của dịch bệnh, khi thuốc đặc trị còn rất hiếm, để trị Covid đa phần họ dùng phương pháp bổ trợ khác. Nhưng việc giữ cho tinh thần an tịnh, lạc quan là điều cần thiết nhất. Chính vì bệnh tật của cơ thể đa phần do tâm lý tác động hoặc từ tâm lý lo âu lo lắng khiến bệnh thêm nghiêm trọng hơn, nên con người cần chỉnh sửa tâm tính. Chỉnh sửa tâm tính của chính mình. Tu là sửa, nhà dột, nhà hư thì ta tu sửa nhà, tâm loạn, tâm hư thì ta tu sửa tâm. Giảm tham sân si mạn nghi. Thấy một món đồ quý giữa đường nhưng không phải của mình nên cho qua. Thấy một món đồ thích quá nhưng không cần thiết cũng có thể cho qua. Làm kiếm tiền vừa đủ xài, không cố quá sức, đó là giảm tham. Ai đó tự dưng mắng bạn, ai đó tự dưng vu oan cho bạn việc mà bạn không làm. Thậm chí trong gia đình là vợ chồng với nhau nói một câu khó nghe, bạn tự nhắm mắt lại, hít thở vài hơi thật sâu và tự quán tưởng: người vu oan cho ta là người tạo ra thị phi, mà thị phi là cỏ rác.
Người thân thương vu oan cho ta nói lời khó nghe là do họ đang ở trạng thái tâm lý khó ở, nên phải nhẫn nhịn, đó là giảm sân. Không giữ trong lòng những lời nói khó nghe, không để bụng những lời từng làm ta tổn thương, đó là giảm si. Thành công trong công việc, làm được những việc người xung quanh không thể làm được nhưng vẫn khiêm cung, không khoe khoang, không cao ngạo, đó là giảm mạn. Thấy người khác làm điều tốt thì chúc phúc, thấy người khác làm điều xấu thì không nghĩ họ xấu, đó là giảm nghi. Giảm được tham sân si mạn nghi, tự dưng tâm sẽ an tịnh. Tâm thanh tịnh, thân tức liền thanh tịnh là đã đạt đến cảnh giới tâm không phân tướng, là bạn có thể chạm đến niết bàn, tức là tâm của bạn chống vắng đi sự tán loạn, chống vắng đi sự phiền não. Tâm thanh tịnh, thân tức cũng thanh tịnh, dẫu có bệnh cũng dễ dàng tự tiêu trừ. Tính tâm và ý niệm có thể giúp nhục thể của bạn khỏe mạnh. Trong thiền có một phương pháp quán tưởng cơ thể. Khi cơ thể bị đau ở một vùng nào đó, tức khí và huyết nơi này không lưu thông, bị nghẽn lại. Người hành thiền quán tưởng đến vị trí bị đau. Ví dụ ta bị đau ở cổ tay, khi ngồi thiền tâm của ta hướng về cổ tay này. Dùng ý niệm yêu thương lên vùng này giúp khí huyết lưu thông tốt hơn và thời gian lành bệnh sẽ mau hơn. Ý niệm của bạn có thể giúp những cơn đau khôi phục lại trạng thái hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không cần dùng đến bất kỳ thuốc men gì. Để đạt được điều này, bạn cần chí tâm và tinh tấn, dùng ý chí của mình nghĩ về những nơi bị tổn thương, ngày qua ngày không ngơi nghỉ, trong tâm thái rất nhẹ nhàng. Nếu tĩnh tọa hành thiền, dùng tâm ý của mình vào chỗ bị đau, một hai hôm không thấy hết đau, bạn cho rằng không hiệu nghiệm, đó là do tâm của bạn có phần vọng niệm. Dù căn bệnh nhẹ, nhẹ đến cỡ nào cũng cần thêm một thời gian, một hai tuần sau, nghiêm trọng thì cần cả một tháng hoặc lâu hơn, chắc chắn có hiệu quả. Tâm thành việc sẽ ứng. Ngay khi bắt đầu thực hiện một việc nào đó mà bạn đã hoài nghi, lại còn không tinh tấn thì làm sao có được hiệu quả. Giả dụ bạn định hùng hạp làm ăn với một người nào đó, bạn không tin tưởng người này làm sao có thể kết giao. Nếu bạn chuẩn bị khởi nghiệp, mở một công ty, làm một công việc gì đó, bạn không có niềm tin mạnh mẽ, nghĩ mình sẽ làm được, thay vào đó bạn sợ hãi, sợ thất bại, sợ lỗ vốn, chắc chắn bạn sẽ thất bại. Vì vậy, việc đầu tiên để thành một việc nào đó ở tương lai là bạn phải có niềm tin mình sẽ làm được. Tâm của bạn vui thì từ trường xung quanh của bạn sẽ tinh khiết. Một gia đình hòa thuận thì tạo ra khí trường rất tốt. Gia đạo có hòa khí sẽ dễ sinh tài lộc. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể đều có từ trường tinh khiết này sẽ thu hút được những người cùng nhóm. Vì vậy, khi dùng tâm lý trị liệu được các nhà khoa học nghiên cứu và đã chứng minh, điều này không phải mê tín. Bạn hãy nhớ lại xem, khi vừa về đến nhà sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, vừa mở cửa ra bị anh chồng mắng cho một trận vì để nhà cửa bề bộn. Lúc này trong đầu của bạn như cái lò lửa, có thể dành hết sức lực còn lại để khẩu chiến. Nếu bản thân bạn là người nhẫn nhịn tốt, bạn có thể im lặng vào nhà, nhưng suốt tối buổi hôm ấy hầu như bạn rất là bực dọc, luôn đeo một cục tạ, chẳng thể làm được việc gì và cả không thể ngủ ngon. Ngược lại, nếu sau một ngày làm việc mệt nhọc và căng thẳng vì công việc, bước vào nhà được nghe những câu "hôm nay em có mệt không? Anh thấy em có vẻ mệt lắm. Hãy tắm rửa nghỉ ngơi rồi một chút mình sẽ ăn tối." Ôi, lúc này bao nhiêu mệt mỏi của bạn đều tan biến. Đó là sức mạnh của tinh thần, dễ thấy nhất ở các bậc làm cha làm mẹ hay là ông bà có cháu nhỏ.
chơi với con, ôm hôn con, thậm chí nhìn con ngủ thôi cũng thấy rất là hạnh phúc. Được như vậy thì mọi mệt mỏi của bạn đều tiêu tan, đều dễ lướt qua. Chính vì thế, việc dùng tâm lý trị liệu bệnh là một phương pháp hoàn toàn khoa học. Những lời động viên, những tình yêu thương cho bạn niềm tin rất mạnh mẽ. Nhưng hãy cẩn thận, những điều ấy do tác động bên ngoài, cũng chính những điều ấy, những điều này cũng có thể khiến bạn mất niềm tin. Vì thế, bạn phải có phương pháp. Có Phật pháp hẳn sẽ có phương pháp. Phải tinh tấn tu tập, cho mình một tâm lực rất vững mạnh, thông qua con đường sống thiện, giảm tham sân si mạn nghi. Ý niệm tự lực, tức là bản thân của bạn phải có niềm tin vào chính bản thân của mình, nghĩ rằng sẽ làm được, kể cả những điều không thể. Ví dụ bạn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng nhẫn nhịn và im lặng trong lúc nóng giận để tránh những điều hối tiếc. Giả dụ có người mắng bạn, nhân viên mắng bạn, hàng xóm mắng bạn, về đến nhà vợ chồng mắng bạn. Bạn không tiết chế được cảm xúc, mắng lại và khẩu chiến, chiến tranh xảy ra. Sau đó bạn biện luận, nó như vậy làm sao mình nhịn được. Điều khó làm mà làm được mới hay, dễ quá đâu phải là cuộc sống. Bạn nên biết tức giận là bản năng, nhưng nhường nhịn là bản lĩnh. Nhịn không phải là hèn, biết nhường nhịn là bậc tri thức, là bậc Bồ Tát. Nhẫn nhịn là một pháp tu, không phải ai cũng làm được. Nếu bạn có cái tánh dễ bốc hỏa, cái tánh ấy của bạn là nghiệp lực từ đời quá khứ. Cái tánh ấy nó cần tu sửa. Bạn không tinh tấn tu sửa, làm sao tâm ý được viên dung. Bản năng của bạn từ sinh thần bát tự, sinh thần bát tự là do đời quá khứ. Định số ở đời này cho ra kết quả. Từ mệnh của bạn cho ra tánh thiện, tánh ác, tánh lành, tánh dữ, tánh tham thân si đều có đủ. Nhưng việc sống như thế nào được ảnh hưởng một phần từ sự dưỡng dục của gia đình thời tiền vận. Sau khi trưởng thành, sống như thế nào là do chính bạn quyết định, do tâm của bạn biết chuyển hóa. Tánh là sẵn có, tâm dễ bị động bởi hoàn cảnh. Giả dụ tính dễ nổi nóng, gặp ai đó hay càm ràm, nói lời khó nghe, thế là hai cái duyên gặp nhau, sinh ra cái duyên hành động thái quá trong lúc nóng giận. Vì vậy mới có câu tu tâm dưỡng tánh. Tóm lại, bạn muốn an lạc, bạn phải tu dưỡng tâm tánh. Muốn giảm bệnh tật, bạn phải tu pháp nhẫn nhịn, giúp tâm thanh tịnh. Vì tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Tâm thân thanh tịnh sẽ chuyển hóa những nỗi khổ thành nghị lực, trở thành người có tính tâm, người có ý niệm mình sẽ làm được. Khải Toàn hy vọng các bạn làm được. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.